À, quên mất chưa cho bác Vũ Thế Khoa vào group nhỉ, quên mất. Mọi người đâu hết rồi? Hello bác Khoa nha. Mọi người đã làm hết xong bài tập hôm trước em giao cho mọi người chưa? Khoa nào. Cầu mũi của Đăng Khoa này. Anh Đức này. Anh Khoa, anh Đức. Mỗi hai người nộp. Trời, sao giờ còn 5 người thì sao? Alo, alo, mọi người đâu rồi? Mọi người đâu rồi, mọi người đâu rồi?
Ok. Người vào nhanh 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 nha. Hello mọi người đây rồi. Ok. Để em xem lại nhá. Có một số đây, câu hỏi của anh Đức. Thì hiện tại website đang trong anh tích vẫn đang vào có cả hai link số có số không số thì cái này thì không quan trọng nhé. Thì Google khi mà mình đã thay đổi á, ví dụ từ có số không 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 số đúng không, thì cái phần mà lúc mình thay đổi ấy, là toàn bộ hệ thống của mình đang thay đổi dần và Google nó đang bắt index dần. Ở trên index á thì lúc mọi người để ý nhé, thì ví dụ như là giáo dục là gì chẳng hạn, ở đây ví dụ như là có ở đây có một cái link đúng không, hay là xe nó có gì nào, ví dụ ở sau này nó sẽ có một gạch đúng không ạ, thì bây giờ á, mình bỏ gạch đi rồi nó sẽ về cái dạng không gạch, và lúc này á thì link cái link nhận có gạch đăng index á thì nó vẫn được Google nó nhận và Analytics nó vẫn báo nó có gạch. Thì sau khi mà mình loại bỏ đi rồi dần dần về sau á, nó sẽ tức là nó sẽ loại bỏ đi cái phần gạch đấy, nên là mình không phải lo việc đó. Miễn là sao á, khi mình gõ này, ví dụ là liveshare đúng không .vn nào, mình vào một cái bài viết nào đó, ví dụ tổng hợp game này đúng không, mình gõ có gạch ra đằng sau rồi mà nó không chuyển về có gạch á, à nó không không không, không chuyển về một định dạng á, tức là không gạch á, thì là mình phải xem lại cái source code mình. Ok. Và cái tiếp theo để mà tránh double click các thứ á, thì mọi người nên gõ này www này xem nó về một dạng không, https đúng không, http xem nó về dạng https không, tức là nó phải refresh lại tất cả cái định dạng mà ban đầu chúng ta đã cố định nó ngay từ ban đầu, thì mọi về sau đó, tất cả mọi thứ nó sẽ không bị cái tình trạng là mình hiển thị hai link các thứ nữa. Cái này về submit là sitemap của nó Google. Sau khi code lại về thì nó bị dính link attachment nên lượng internet khá lớn. Attachment thì vào thằng Draft đó. Hoặc là mấy cái plugin remove á. Tìm mấy cái plugin remove hoặc là vào thằng Draft để làm attachment. Đó thì nó có hết cái dạng đính kèm các thứ hình ảnh nào. Xong đây là vấn đề thì xong rồi này, mình có thể sử dụng plugin hết vì thằng Draft SEO nó có plugin hết rồi nên mọi người không phải lo cái vấn đề này. Câu hỏi giờ làm thế nào thì giải quyết hay vấn đề trên đã trả lời này, sẽ một số author xuất hiện trên bài viết đi thì làm như thế nào vì trong post cũng đang đi tôi link với author. Cái author thì là tác giả thì mình nên để đảm bảo rằng là cái bài viết đấy khi Google nó truy cập vào á, nó biết là bài của ai, ai đang viết và nó dựa vào cái profile đấy để nó xác định cái bài viết đó là của ai. Vì ví dụ như mọi người share lên Facebook đúng không, mà mọi người có profile ở Facebook cái thứ này, mọi người xác minh các thứ cái kiểu là quyền sở hữu của một user trên trên web ấy, thì nó đều có thể hiện lên key author, nó sẽ hiện lên author là cái Facebook của bạn chẳng hạn, nó sẽ là một cái để xác minh danh tính, nên là mình nên để và cái author này á không nên làm sao là không không nên để trùng tên domain, tức là mình sẽ để trùng cái tên author là dạng cái C của một cái person á, cái person tức là cái người dùng mà mình đã tạo trước đây, tức là người quản lý của cái website đấy, thì nó sẽ ngon hơn và nó sẽ là hiệu quả hơn. Size của em là about affiliate khá nhiều, em để no follow hết và vào hết uncharted xem thêm tại đây tìm hiểu ngay thì có sao không ạ? Để bản thân á, khi mình để no follow này và mình để thêm cái link rút gọn nữa nhá, mình để lên link rút gọn nữa và mình nên ghi rõ ví dụ mua cái gì chẳng hạn, mua sản phẩm A sản phẩm B sản phẩm C D gì đấy, thì mình để ăn cái chủ chính xác để làm sao khi con bot Google nó vào ấy, nó nhìn cái bottom đấy đúng không, thì nó hiểu đây là đây là một cái nút kêu gọi hành động và nó có ăn cho khách là mua ABC hay là xem ABC, tức là xem cái gì
xem cái gì và là nó mua cái gì, mình phải có tên sản phẩm đầy đủ để tất cả mọi thứ nó không bị tất cả mọi thứ nó sẽ rõ ràng hơn và tốt nó hơn cho người dùng hơn, tức là mình có thể đập vào mắt người dùng được nhanh hơn, thay vì là xem thêm tại đây các thứ thì nó hơi là bị mông lung. Cái đấy tùy từng cái và tùy từng cái ngữ cảnh để mình xây dựng. Ok ok chào bác Toàn nha. Thì cái tiếp theo là hôm trước là chúng ta nói về cái social, thì hôm nay em muốn nói về thêm một cái, đấy là chúng ta tìm backlink, chúng ta đào backlink. Thì bây giờ á, nó có hai dạng, đấy là một, chỉnh lại là một một forum, hai profile, đúng không ạ? Thì ở đây á hai dạng này là dễ kiếm nhất, dễ ra link nhất và dễ kiếm link chất nhất, và nó free hoàn toàn, nó không có data giới hạn, được chưa ạ? Đầu tiên forum thì mọi người biết forum ở trên global nó rất rất là nhiều, kể cả chúng ta đăng bất kỳ đâu forum nào cũng được, chúng ta dùng sử dụng bài viết nhé, đăng forum bằng bài viết, bằng bài viết bằng forum. Và cái profile này á là profile gì, profile WordPress, profile WordPress nó cũng làm cho chúng ta một thành một bài được, cứ một user là một bài viết và một bài viết đấy đều chúng ta có thể chèn link do follow được. Và nó rất rất là nhiều cái WordPress ấy, thì nó hàng ngày nó sinh ra rất là nhiều cái trang web, mà không phải trang web nào nó cũng đóng đăng ký, nên chúng ta có cái cách để chúng ta tạo ra, tìm ra những cái link mà chúng ta có thể đi. Thì đây là hai dạng backlink cũng như là data mà em đang sử dụng nhiều nhất, cũng như là chúng ta có thể viết được tiếng Việt thoải mái. Và ở đây á thì đầu tiên phải nói về trước là cái profile đi, nói về trước profile thì ở đây á nó có một cái câu lệnh như sau: in url r2 chấm, ở đây á mình sẽ có thể là gì ạ, chấm edu gạch forum user. Ok đó mọi người thấy không ạ, rất là nhiều, nó rất là nhiều, tất cả cái link này á nó đều rất là chất đó. Chúng ta có thể lấy link đây nào, chèn đây. Thì đây là câu lệnh, mọi người phải nhớ nhá câu lệnh nha. Có thể nhiều bên nó ghi là forum, có thể là cũng là forum, mọi người phải nhớ nhá câu lệnh này, chấm in này url. Thì cái này á mọi người có thể làm gì ạ, tôi có thể là thay ở đây ghi chú một chút nhá, là để mà chúng ta đào được ra nhiều link chất, nhiều link ngon á, thì chúng ta cần phải thay thay gì ạ, thay chấm edu là fix chấm edu thành dạng domain tại chấm dạng dot dot khác, ví dụ dot com, dot net, dot vn hay dot gì đó, nó có rất là nhiều thể loại. Ok thì sau khi mà chúng ta có cái này rồi, chúng ta đào ra nhiều data này rồi, đúng không, rất là nhiều data mọi người thấy không ạ, toàn edu các thứ này, toàn rất là chất và chúng ta có thể lấy được như bình thường, đúng không? Ok thì bây giờ á nó sẽ, khi mà chúng ta cần phải lấy nè, chúng ta có forum nè, đúng không, nó forum này, ấn nó forum này, register này, register king sale 2019 chẳng hạn, name king sale king này. So thì cái fit name này, last name này á, thì mọi người để là cái gì ạ, đào tạo sale king sale, đúng không? Chúng ta có thể đặt tên thành title của bài viết được. Email là kingsale.edu.vn com. Password chúng ta đặt tùy thích. Ok. Gì đây? Trong bọn này bị ngáo à, để mà tìm lại, tìm cái forum khác nha.
Một forum khác đi. Ok. Một forum khác. Bọn này nó bị ngáo. Ok, thì mình có thể vào lên này. Đúng không ạ? Sau khi có link này nhá, mọi người phải nhớ này. Khi mình có data á, ví dụ data này nhá, để xem có đăng ký được không. Mình sẽ vào Google này, admin này. Mình sẽ thay, khi mình có data rồi mình sẽ chọn domain.com chẳng hạn gạch Google admin. Và chúng ta phải giữ domain.com. Ví dụ thằng này lại. Đúng không ạ? Ví dụ đi. Domain.com đúng không? Thì sau này á, tại sao mình cần phải note lại cái link user này của nó và cái link WordPress admin để mình vào nhanh à? Thì ở đây á, xem mình có xem có register không? Không có đúng không? Có thôi. Mình đi tìm cái khác. Thì cái này nó hơi mất thời gian một chút, tức là không phải thằng nào nó cũng cho mình nó cũng mở gì á. Có những thằng á nó mở một thời gian rồi xong nó lại đóng lại. Hoặc là nó không cho nữa, không cho đăng ký nữa. Mình chọn lại nha. Trong này đi. Ok, của admin thì sang đây là mình ấn register này. Thằng này có không? Đây có luôn à. Ok, không có register. Không, nói chung là mọi người phải check qua cái WP admin. Nó được thì ok mình lấy. Ví dụ là King Cell 2019 này. King Cell là Cell đi. Ok. Bus đấy, 17/11/1990. Chai sinh là một can ly hoặc là King Cell 2019. Nhưng mà King Cell Dashboard. Ok. Chọn bất kỳ đi. Đó, kiểm tra nó. Ok. Chúng ta đăng ký xong nè. Thì nó xem có Mister. Ok. Thì mình ở đây á, mình sẽ lấy cái user nè, forum user nè. Nhiều thằng nó bị ngáo ngáo sao trời. Cái lock data này thì mọi người nên lock kỹ nhá. Và có tool luôn, có tool lock nhưng mà nó là scrapbook. Thì mình sẽ nói sau, cách tìm sau. Nhưng có một số link thì nếu mà ai sử dụng đang sử dụng thằng VFP Pro chẳng hạn thì cũng có thể là dùng cái thằng VFP Pro để cào ra data được, nó cho phép. Để mình demo lại thằng khác nha, cho nó dễ. Tại nhiều thằng đai như .com nè. Thằng này lành. Thì cái data này rất là quan trọng là về mọi người có thể dùng không giới hạn được. Nhưng mà
đỡ bị tốn khi ví dụ trong trường hợp là chúng ta view link cho social này, view link cho các bài viết này các thứ này, thì nó không bị tốn tài nguyên của chúng ta, đỡ phải dựa vào một phần là nếu mà dựa vào quá vào VPN các thứ á, thì mọi người phải dùng rất là nhiều VPN. Mà những cái link này á thì mình sẽ build cho gì, những cái dạng profile này mình sẽ build cho dạng social, mà dùng VPN mà build vào social thì nó hơi phí, và số lượng build VPN và social để mà ảnh hưởng đến chớp á thì nó rất là lâu. Thì cái việc mà chúng ta cầm những cái data này á là cần thiết. Để mấy trang lên giờ nó đóng hết register. Ok, register friendly kinh.edu.vn.com. Ok, mình xác minh mail nha. Đó thì có rất là nhiều thằng dùng được. Không biết ở đây ai có đấy thì mình sẽ thử check một đằng này đi cho nó phòng link là bao nhiêu. Sẽ có mail chúng ta phải xác nhận. Cái đơn dạng data này thì nó không có bất kỳ một cái tool nào có thể đi được. Vì á, mọi người hiểu này, cái nguyên lý hoạt động của nó khác tại sao mình không sử dụng những cái link khác của tool nó đi được. Vì nguyên lý á, nếu khi mà làm á, mỗi tool á mà làm data cố định á, là mỗi một mail này nó sẽ có một cái dạng khác, cái dạng thù rất là khác nhau, nó không giống chung một đoạn nào, hay là những cái mail định dạng mail của nó cũng khác nhau luôn, thì rất là khó để mà làm. Đó cũng link nhất thì cho ngày cũng khá là ok, nếu mà build về social khá là được, cũng là dạng ok vì nó cũng có traffic bình thường, cũng đi cũng cao, link nó cũng nhiều. Ok thì mình sẽ ở đây là mình để ở đây đi, kệ chat nó đi. Ok, login. Xem nó mã hóa gì đâu. Ok. Thì bây giờ khi mà chúng ta đăng ký xong rồi, chúng ta vào lại một web admin này. Thì cái công việc của chúng ta rất là đơn giản thôi. Đấy là gì ạ? Để đào tạo sell kênh sell. Cái user ấy, cái user name này mọi người nên để theo cái từ khóa nhé. Đây, mình sẽ note lại ở đây. User name khi đăng ký để login để tên brand của mình hoặc tên user person rồi tên cá nhân đó. Thì ở đây á, cái first name last name này là gì? First name last name bằng title, tức là chúng ta đang coi cái user chúng ta đang là một title, đúng không ạ? Cái hiển thị này là một title, và cái content cái thứ là cái tên user này á, tên user này khi login á là một đường URL, được chưa? Là tạo sell clean sell, tạo sell clean sell nickname đào tạo sell clean. Đó, chúng ta vừa có brand name này, vừa có keyword cái SEO này, chúng ta chọn này display name public này, đã là sell này. Ok thì chúng ta có thể chèn cái gì ạ? Facebook này, website chúng ta vào đây. Thì ở đây thì mình chỉ có nên chọn chèn những bốn file thôi, bốn file chèn hết bốn file đây. Ok xong, thì ở trong cái PO đấy á, nó sẽ là một cái dạng content. Thì mọi người vào cái trang này này, HTML editor này, mọi người lưu lại cái này nhá, mọi người lưu lại
vào trang này. Ok, thì sau đó mình viết á, ABC thì sẽ gì đó đúng không, à, này nọ đấy chẳng hạn. Xong rồi mình chèn link vào, chèn link này, cái này chỉ cần viết viết text và chèn link thôi. Do https này domain.com gì đó đúng không, thì mình sau khi làm xong á mình sẽ copy cái đoạn này, là viết một đoạn bài xong, bài có thể là 500 từ, 1000 từ hay bao nhiêu từ cũng được, tốt nhất là chỉ nên để khoảng tầm 300 từ đến 500 từ thôi, 500 từ hoặc 700 từ là ổn định nhất, là ngon nhất. Thì sau đó mình nhét vào đây đúng không? Mình nhét code vào đây, nhét code vào đây xong update profile. Thì lúc này á, sau khi mình update xong á thì làm gì ạ, quay lại nào, lúc này mình sẽ lưu profile lại, lưu profile lại nhé, Kenly đúng không, user này, Kenly này đó. Đó mọi người thấy không ạ, chúng ta có một cái gì ạ, link rồi. Thì nó có gì đây, pay info đây, chúng ta có thể H1 tượng trưng cho title này, đặt trong cell king cell này, H2 là dạng profile này, dạng link nhất của chúng ta á. Cái thứ ba là content ở trong trong phần bio, phần giới thiệu, và url là Kenly, thì mọi người có thể là chọn thành cái brand của mình, ok chưa. Đó sẽ là một cái author như thế này, sẽ một author như này đó, thì nó như một bài viết, cứ một user một thành một bài viết. Và cho nên chúng ta cào đi làm lại rất là nhiều data, không bao giờ gọi là sợ bị giới hạn. Thằng ngày đai thì ta lại sang thằng khác đúng không ạ, rất là nhiều cái website nó làm forum bằng WordPress nhé. Đó mọi người, và cầm mình phải note lại link này nhé, note lại điểm gì để sau này mình submit á, mọi hiểu không, để sau này mình submit lên để cho Google nó index, nó nhận được data. Vì như cái profile này á, mặc định nhá, nó sẽ hầu như là không có, nó chỉ nhận được cái chớt thôi, nó chỉ nhận được cái chớt của site thôi và cái link view của site thôi, vì nó là thuộc dạng user ở trên này mà, nó chỉ nhận được link view thôi ở site thôi. Còn cái việc á mà nó index được hay không á thì rất là lâu, thì nên thế chúng ta phải lưu lại, mỗi lần đi xong chúng ta lưu lại để chúng ta submit lên Google, hoặc là chúng ta dùng những cái bên thứ ba để ép nó index. Ok chưa? Thì phần này mọi người thắc mắc gì không? Ok, mọi người thắc mắc gì không? Mọi người comment đi. Ok. Có chứ, phần nội dung bắt buộc là phải Unique chứ. Mình đây là mỗi một cái là mình một bài viết. Thì cái này á mọi người có thể làm gì ạ? Làm thành data để mọi người mention được luôn. Ok. Ok chưa? Đó, đây là một data. Cái thứ hai nè, cái thứ hai mình có gọi là bá nè. Cái thứ hai là siêu bá luôn nè. Ok. Cái thứ hai là siêu bá luôn. Ok, thì bây giờ á thế này đi, bởi chúng ta đang rất là ok, chúng ta có link building rồi, chúng ta có mọi thứ rồi đúng không ạ, thì bây giờ chúng ta cần một cái số gì data nó đa dạng hơn nữa đi, thì làm sao. Thì bây giờ cái forum á, nó là một cái cực kỳ gọi là đa dạng và phong phú. Nó có gì ạ, WordPress này, à nó đúng không, nó forum nó có gì, WordPress này, nó có Semforo này, nó có VBlution này, nó có MyPP này, BHBPP này, nó rất là nhiều nền tảng để forum và trên thế giới rất là nhiều, và chúng ta có thể lấy được những cái trang ví dụ như là rất là lớn. Mình ví dụ nha, Semforo.com thì mình sẽ vào
forum mà. Đó, mình sẽ forum send forum. Đăng rồi. Cái anh em là đang dùng xem forum nhỉ? Xem cái link diễn đàn của nó đâu người ta. Đây. Đâu. Này. Ok. Thì bây giờ á, mọi người thấy xem forum nó có chất không ạ? Đó, mọi người comment đi. Mọi người thấy nó chất không ạ? Mọi người comment đi xem nó có chất không? Bây giờ mình lấy link trên bài viết của thằng này xem mọi người thấy nó có chất không? Nó có tốt không? Đương nhiên là rất là tốt luôn. Vì á, nó là một thằng authority. Nó là trong những cái diễn đàn có trọng lượng trên thế giới. Và cũng như ta chúng ta có thể lấy được diễn đàn này á, thì tất cả những diễn đàn khác chúng ta đều có thể lấy được một cách rất là dễ dàng. Ok, thì mình login nào. Mình login. Có thể login bằng Google, đúng không? Mình login bằng Google Kinsale nào. Đó. Ok, username Kinsale edu.vn. Đó. Ok, update hết. Hết ok. Để xem nào. Rồi ok, thank you Xtor. Ok, thì sau khi mà chúng ta xong rồi. Chúng ta login xong rồi. Thì bây giờ á, mọi người thấy không ạ? Cái report bug. Report này. Report bug này. Hoặc là những cái thằng nào cao cái số lượng mà nó được thảo luận nhiều nhất á, ví dụ xem forum question and support này, đúng không? Thì mình chọn cái mục này đi. Mình sẽ nói về cái cách thức trước cho mọi người. Và bây giờ mọi người tìm đến trang của trang thứ 15. Đúng không ạ? Mình sẽ tìm đến trang thứ 15. Ok. Và bây giờ á thì mình sẽ chọn thằng này. Mình sẽ chọn thằng này. Đúng không ạ? Và mình chọn một bài viết ở đâu đó, mình chọn một bài viết ở đâu đó nhá. Trong khoảng trang 15. Mình về đây và mình có thể là ở cái phần đậu xanh nó ở đâu rồi? Nó không cho upload à? In order to watch and view attach đồ, nó không cho mình boss. Ok, rồi chọn là khác nhá. Thì trước khi chọn á, mình muốn mọi người vào thằng là linkstring.com. Ok chưa? Thì bây giờ mình muốn tìm về SEO hoặc là marketing đi. Marketing đi. Mình chọn forum posting. Chọn category phổ biến nhất bây giờ là hay là cũ đi, là dòng BB Lotion vẫn có được rất là nhiều dùng fin posting. Ở đây á, thì mình cũng có thể là thay bằng cái gì ạ? Tăng thay bằng send follow được. By send follow. Đúng không? Mấy thầy sẽ qua send follow cũng được. Thay bằng send follow. Ok, xem có đúng không? Đó, ok. Thì nhìn thằng này đã thấy nó cũng có vẻ là khá rồi đấy. Khá là nhiều cũng được. Bình thường, không đến nỗi. Mình tìm cái thằng nào lâu lâu đời một chút đi. Đây 2011 để xem nào. Xem hiện tại nó còn hoạt động nhiều không. Ok, nó hoạt động rất là bá luôn. Thì bây giờ mình sẽ làm diện đăng ký nào. Mình sẽ đăng ký. Mình sẽ tạo một nick nha. Tạo một nick trên này. Ok. Nhưng chúng ta có thể lấy link cho chúng ta mention hay bất kỳ một cái gì cũng được.
nào có thể lấy bất kỳ một cái gì. Ok rồi nha, chúng ta chọn một cái thằng nào chủ đề nó cao đi, 6.000, 7.000, 11.000 này. Web của đồng bên này mình sẽ nói về cái đó cũng nhiều nào. Đây, đây thằng này tip trick này tôi ngon này à, sẽ vào bắt tôi ngon đi thì mình cũng khoảng tầm chọn thằng tầm 15 đi, 10, 14, 15 gì đó. Ok, sau khi chọn xong là mình sẽ, nếu mà bạn nào cần okay, nếu bạn nào chưa biết á thì chưa có thì có thể dùng thằng Fpin Requester làm gì ạ? Cái này để làm gì ạ? Tức là mình chọn á, mình chọn ví dụ một con này, một cái gì đó nhỉ, đó ok mình sẽ chọn nha, và mình điểm gì ạ, mình sẽ spin lại cái này, mình sẽ chọn một bài nào đó spin. Ok, lúc này mình sẽ bot này, bot new thunder. Ok, mình bắt đầu sẽ chọn bài rồi đúng không, mình sẽ bot new này, mình lấy cái title này mình spin nó lên đâu rồi bà mẹ nè. Con trật tự đi thì ba làm. Ăn đồ. Như hết hạn rồi sao? 77 đô. Đồ, nhiệt na. Để tìm lại để cơ, nếu không á thì mọi người đăng mới cũng được, nên ép pin lại nhá, thì xe follow bình thường á nó sẽ rất là khắc nghiệt tí nếu mọi người ép pin lại. Ok nào, create thunder, tức là lúc này cần forum là mình sẽ làm theo bước quy trình dạ thôi. Forum là chọn forum cùng chủ đề. Đây bố đang làm việc con. Chọn forum cùng chủ đề này, tạo là tìm danh mục có thảo luận nhiều nhất. Có thảo luận nhiều nhất này. Tìm một bài viết thích hợp để copy tạo một bài mới. Spin cái bài cũ. Yeah, ok. Xong đăng. Thì khi mà chúng ta đăng cái này á, đúng không? Chúng ta có một cái bài viết rồi. Thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể viết được tiếng Việt ở trên này? Thì mọi người sẽ hiểu như thế này nào. Thì sau ví dụ tầm 3 ngày, mình sẽ chú ý nhảy nhá. Sau mình sẽ chú ý nào. Sau 3 đến 7 ngày, tức chúng ta tạo một loạt như vậy khoảng tầm 200 đến 500 cái bài viết. Sau 3 đến 7 ngày thì chúng ta vào lại cái bài viết này. Chúng ta sửa. Chúng ta sửa. Ồ. Nhiều thằng nó không cho sửa luôn á. Thì ở đây nhầm, mình cứ sửa nhầm bài. Đâu. Đây edit, edit lại cứ sửa nhầm bài người ta, nếu chết luôn mày. Ok, chúng ta edit là thành tiếng Việt. Thì sau đến 3 đến 7 ngày ấy, tại sao chúng ta cần phải làm như vậy? Vì thế này là, vì khi mà mọi người đăng những cái nền tảng khác á, nó cần phải có admin hoặc mod nó duyệt bài. Thì sau khi duyệt bài á, làm những cái bài nó đã được duyệt rồi á, thì nó cũng gọi là chuẩn chủ đề rồi. Và chúng ta có thể spin lại để cho nó khác đi, để cho cái hệ thống nó không thể nhận diện được content double click thôi, trong trường hợp là cái nào nó có content. Thì
sau 3 đến 7 ngày chúng ta vào chúng ta mới sửa lại để làm gì, để cho thằng mod với cả thằng admin các thứ nó không chú ý tới nữa. Khi mà nó sửa xong rồi thì bạn có thể đăng, hoặc là tầm 3 đến 4 ngày sau, 7 ngày sau thằng admin là mod nó không chú ý đến nữa. Tới khi nó vào bài viết đấy nó xem à, ừ đây bài viết ok ngon nghẻ rồi đúng không, thì lúc này mọi người sửa, ví dụ là đào đào sao kinh sao đúng không? Sửa trong bài, sửa trong bài thì có những cái nó có những cái forum thì nó sẽ không được sửa đâu, mình đa số xem forum hay là Vlucion đó thì có thể sửa thoải mái. Ok thì mình biết cái cách hoạt động thôi, thì mình sửa và tại sao mình cần phải giữ lại cái title, mình không đổi title. Cái lúc này á là nè, chưa đổi title nhá, mình gọi là chưa đổi nhá, chưa đổi title. Thì mọi người khi mà mọi người đăng á, mọi người đi mention hay link hay bất kỳ một cái gì mọi người cần phải có traffic đúng không? Thì cái thằng forum này á, tại để mình để tiêu đề ở đây nào, khi mà bọn member á nó đi vào đây nào, nó đi vào xem bài này nào, chúng ta tính một view đúng chưa, và nó comment ở đây á, nó có comment ở đây á các thứ nó bot lên, thì chúng ta có một fresh, tức là độ tươi mới chúng ta được làm liên tục. Và những cái yếu tố mà về backlink á, chúng ta đã được đảm bảo. Khi mà tức là chúng ta sẽ bỏ ra tầm một tiếp đến một giai đoạn tiếp theo. Đấy là tại sao chúng ta cần phải kỹ như vậy. Vì chúng ta đang build về money side. Cái thời gian tiếp theo thì chúng ta cần phải, ví dụ là sau một tháng, chúng ta kiểm tra lại toàn bộ link đã đi. Xem cái nào nó bị die, là xem cái nào nó tụt xuống trang 10 hay là trang 3, trang 4 hay là trang 2, trang 3, trang 3, trang 4. Tức là nếu mà tụt xuống, ví dụ là đi xem có bị die hay không, hoặc xem có trôi xuống trang 2, 3, trang 3, 4 hay không, trang 3, 4 hay không. Ok thì sau khi á, nếu mà trong một sau một tháng nó bị trôi xuống trang 3, trang 4 thì lúc này nó là cái chủ đề chúng ta đang bị hết hot rồi đúng không ạ, chủ đề chúng ta đang bị hết hot rồi, và chúng ta đạt được cái mục tiêu ban đầu là chúng ta đi link của traffic có comment rồi, được đúng chưa, chỉ là gần thế thôi để tạo cái độ fresh và cái độ tương tác ban đầu thôi. Sau này á, sau sau đó chúng ta là đổi title bài viết sang tiếng Việt. Thì lúc này á, bài viết của chúng ta hoàn toàn 100% bằng tiếng Việt. Đến khi sức mạnh của link đấy nó về ấy, ít nhất là sau 2 tháng đúng không ạ? Kể cả nó index luôn thì cái sức mạnh toàn bộ nó về á, nó phải trong 2 tháng nó về hết 100%. Thì sau 1 tháng á, mình đã được một nửa rồi thì mình đổi phát title, thì một từ 1 tháng sau á, 100% cái link đấy nó sẽ về hết sức mạnh. Và chúng ta có 1.000 link như vậy, 1.000 forum như vậy, 1.000 domain như vậy chúng ta làm. Thì cái data của chúng ta không bao giờ bị bó hẹp và bị giới hạn nữa. Kể cả link do follow hay là link no follow hay bất kỳ một cái link gì chúng ta đều lấy được hết, lấy hết. Miễn là chúng ta đa dạng hồ sơ và fresh, chúng ta có tương tác, tất cả những cái link chúng ta đang đi có tương tác, có comment, có view, có search. Và cái traffic nó cực kỳ nhiều nhá. Những forum dạng này á, sau một tuần hoặc là vài ngày á, nó có tầm 200-300 view à, là bình thường. Có khi là 1.000-2.000 view là bình thường. Ok chưa? Mọi người hiểu phần này chưa? Có ai gọi là thắc mắc không? Đã, chúng ta đang tìm hiểu được hai cái data nó cực kỳ dã man nữa. Một forum làm một bài thôi. Bây giờ có tính ra có 1.000 volume đi, mỗi một volume là một bài nó đủ chết rồi đúng chưa? Ok thì mọi người còn có thắc mắc gì không, mọi người thắc mắc gì không mọi người comment đi.
Forum ít lượt tương tác thế nên mình không đi về về Manisai nữa, đúng không? Mình không đi về Manisai, mình đi về social, mình đi về những cái forum con các thứ, mình đi theo tầng. Tức là mọi người phải hiểu nhá, mọi người định hình cái mô hình internal link nhá. Mọi người phải hiểu này, cái mô hình internal link của mình nhá, nó cũng chính là mô hình op-bay của mình luôn. Được chưa? Nó cũng là một một mô hình op-bay luôn nhá. Mọi người phải đảm bảo là thế, bây giờ cái mô hình on-bay đúng không? Nó sẽ là trung tâm của mô hình off-bay. Mọi người hiểu không? Thì mọi người phải bắt buộc phải cái hệ sinh thái chúng ta phải liên tục để cho nó khép kín. Thì về sau á, mọi người sống hay là mọi người làm gì á, nó rất là nhàn. Qua những cái lời thuật toán nó rất là nhàn. Mình có đăng rồi mà. Stringing.com đó. Ok. Stringing.com đấy, thằng này nè. Gõ vào xong chọn định dạng forum. Gần này định dạng thôi là mọi người cào được khoảng tầm vài chục nghìn cái forum rồi. Đăng bao giờ cho hết đúng không? Và kết hợp thêm nữa là thêm BBN hay cái định dạng khác. Nhưng mà data chủ cốt lõi và chủ 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 yếu á là forum và profile. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì nếu mà bình thường á, mình không chỉ cho anh em á, thì rất là khó để mọi người có thể biết được mà làm, và có làm được thì cũng không làm bằng số lượng lớn đó. Kể cả trên cái sự kiện đợt vừa rồi ở Hà Nội á, mình có chia sẻ về hai cái tip này, nhưng mà nó hầu như á là không xi nhê gì cả. Hả? Nó chưa đầy đủ chi tiết. Tiếp đến á thì bây giờ là một cái nữa, đấy là về repeat link social media. Thì cái repeat link social media này á, nó là một định dạng video. Mọi người ạ, nó repeat video lên những cái link ví dụ như là clip.dj. Mình ví dụ ở đây nhá. Ví dụ như là khóa học SEO King SEO đi. Viết bài chuẩn khóa SEO King SEO. Ok. Ví dụ đi. Mình sang video nào. Đây. Ok. Bắt đầu nhiều mình sẽ có bài đi. Rồi, cảm nhận của học viên đi. À, cảm nhận học viên khi sale. Hello. Ok, thì bây giờ á mình sẽ làm gì ạ? Mình lấy cái link nào. Mình search trên này nào. Hả? Mình search trên này nào. Mình ấn vào bài viết thì ở đây ạ, làm gì ạ? Mình có một link ở trên này luôn. Nếu mà mình chèn link nào, mình sẽ có một link này, đúng không ạ? Loại text có rất là nhiều trang repeat. Thì mình có thể cầm cái link này mình đi submit được. Mình có thể cầm cái link này mình đi submit là có trên luôn, nó thành một cái bài viết mà, đúng không? Thì bây giờ mình gọi là repeat re Đây, repeat link. Mình viết cho YouTube đi. YouTube. YouTube. Đó, thì nó có rất là nhiều. Nó có rất là nhiều nha. Nó rất là nhiều link nè. Mọi người gõ từ khóa chúng ta cả đống trang rồi. Chúng ta cực kỳ nhiều trang luôn. Thì mọi người á, mỗi lần tạo một cái video á, thì bây giờ làm sao để có được cái video nó tức là có số lượng video nhiều chẳng hạn, trong trường hợp có số lượng video nhiều thì mọi người mỗi cái mọi người chỉ làm một cái hình ảnh, hoặc là mọi người đi mua cái tool nào đó của bọn chuyên làm YouTube ạ, nó auto tạo ra video á là ngon nhất. Nhưng ở đây á thì mình chỉ cần một tháng hoặc là một tuần mình làm một lần thôi để mình làm gì ạ? Thế là mình vừa mention cái brand của mình nè, vừa có thể là tạo ra được cái
Linh tự nhiên tại nó sẽ lấy cái toàn bộ cái definition, cái title, cái thứ của thằng YouTube nó mang về như web cực kỳ authority như vậy, nó rất là mạnh. Cái này á, nó giúp cho link của chúng ta rất là tự nhiên, link của chúng ta rất là tự nhiên và nó nằm ở trên authority, và những cái trang này á, nó đều có traffic cực kỳ lớn. Ok chưa? Thì đây là ba cái định dạng data mà mọi người cần phải nắm và áp dụng để đánh SEO cho SEO sau này. Là mọi người build kiểu gì cũng được, ví dụ mọi người lên YouTube đúng không, mọi người vừa có thể là sẽ SEO YouTube được, vừa có thể là mình làm được cái nhiều là giúp cho cái link của bà trong trong cái description đấy nó viral được nhiều hơn, nó vào được nhiều trang authority hơn, mà nó build về có thể link để link social, link website chúng ta hoặc để brand chúng ta trong đó đúng không. Thì cái tiếp theo á thì như này nào, fan đi, ba d, ok mình sẽ nêu đi. Thì chúng ta sẽ nói về một cái chút về social tiếp, để chúng ta lướt hết trong cái buổi hôm nay là về social đi. Thì thằng YouTube á hay thằng SoundCloud nó là một trong những cái định dạng về media rất là mạnh, một thằng audio, một thằng video, và hai thằng này á nó đều có thể viral được một cách rất là cực kỳ khủng và nó tốt cực kỳ nhanh. Thì chúng ta cần có ba cái trụ, cái quan trọng nhất là một chúng ta có gì ạ, chúng ta SEO playlist. Playlist này chúng ta không phải là, playlist này nó đóng vai trò như là một cái trang, một cái landing page á, mọi người hiểu không. Và hai SEO video con video này trong playlist đó, mục tiêu của chúng ta là SEO ở như cái video trong playlist. Và cái playlist đó nó chỉ là một thằng tổng thôi, nó là một thằng lưu trữ cho chúng ta thôi. Ok thì playlist chúng ta sẽ chọn cái keyword gì ạ, chọn keyword vàng, tức là cái keyword đào tạo SEO, SEO đúng không, chuyên mục đào SEO, để mình tạo ra cái keyword mà nó cực kỳ là khó nhất luôn ở trong cái mảng chúng ta đang làm ạ, như cái key khó nhất chúng ta đang làm cái key chính ạ. Thì cái thứ hai á nó sẽ là gì ạ, SEO video, là cái như là chọn keyword dạng question key gạch fan com key word phantom keyword để làm gì ạ? Để làm title. Làm title. Ok. Làm title. Cái description á, nếu mà trong cái phantom keyword chúng ta để title rồi thì description chúng ta để 5 đến 10 question key. Được rồi ạ. Và mô tả này, mô tả video hay là audio của SoundCloud á. Cloud á, thì mình sẽ để cái gì ạ, khoảng tầm 500 từ, 500 từ cộng 5 đến 10 key question, thì title mình có thể là để phantom cộng question, nhưng trong mặc định trong mô tả mình nên để 5 đến 10 key question trong 500 từ, mình để 5 từ khóa, ok chưa mọi người, nó hết lại chưa. Sau đó mình sẽ vẽ một cái mô hình sau, hoặc là đơn giản là như thế này luôn, à mọi người áp dụng cái mô hình on page của SEO ở trên website chúng ta vào thẳng mô hình của thằng YouTube và thằng SoundCloud, hai thằng này đều có thể cho bạn làm playlist cũng làm video audio ở ngoài. Thì ở đây á, một cái nữa là thằng video thì mình rất là dễ làm đúng không, thế thằng audio thì chúng ta làm kiểu gì đó, audio chúng ta làm kiểu gì, thì có một cách này rất là đơn giản là chúng ta lên YouTube đúng không, ví dụ gõ về sell on bay là gì chẳng hạn đúng không. Bây giờ mình lấy cái thằng này nào,
sale ngày càng trở nên cạnh tranh. À, về trong ngày đúng không? Thấy của on bay căng lắm. Ừ. Ninh dạ cover chưa cướp tu MP3 đúng không? Chúng ta lấy cái gì ạ? Lấy cái video của nó cover sang MP3, chúng ta up lên sao cloud. Ok, thì chụp đúng không? Chúng ta có content chưa ạ? Thì chúng ta có hai cái sự, tức là hai cái này ấy, chúng ta có thể làm hàng ngày rất rất là nhiều luôn, và chúng ta có thể trao đổi qua lại nó giữa nó với nhau, và chúng ta làm mô hình on bay ở trên website như nào, chúng ta làm mô hình on bay cho cái playlist như vậy, mọi người hiểu chưa? Thì đây là cái những cái cách để chúng ta vừa để chớt, vừa chúng ta vừa có traffic rất là mạnh, và cái social của chúng ta nó lên tự nhiên và nó lên hàng ngày, nó lên đều, và chúng ta có thể tạo ra một cái số lượng rất là lớn. Ok, mọi người thắc mắc gì không? Tạo video bằng hình ảnh với text đơn giản được, không sao cả. Nhưng mà có khi mà đi cover á, cover từ MP3 sang text à sang sang à, từ video sang text á, hay là video sang MP3 á, lấy mình ghép MP3 á, thì tại sao mình phải đi tạo mới làm cái gì? Mình lên YouTube đầy mà, nhiều thằng nó viết rồi mà. Mình chỉ lấy cái MP3 để mình làm gì? Để mình có thể là có content mình up lên thôi. Cái là có audio để mình up lên thôi, chứ mình rảnh đâu mình đi tạo làm gì, đúng không? Có thừa thời gian quá thì kiếm việc làm ra tiền đi. Đó. Em hiểu đấy. Nhưng mình không thừa thời gian đến nỗi là mình đi làm từng cái video cho nó thật chi tiết, thật tỉ mỉ cái gì không cần thiết. Mục đích của mình là gì? Có traffic, kéo traffic về website hết và lấy chốt hết. Trong Redemption để URL hay đúng rồi, để URL để URL những bài viết con đúng không ạ? Video A để bài viết trang chủ, video B để bài viết bài A, bài C, bài D gì ở trên website, để làm sao đảm bảo tất cả cái link của chúng ta nó đều có traffic, đều có chốt. Tại mọi người đang đánh tổng thể mà, đang chơi tổng thể, mọi người đừng có chơi đơn lẻ, mọi người chơi tổng thể. Thì cái khi mà chúng ta chơi tổng thể ấy, thì cái mô hình on bay của chúng ta á, và mô hình dồn lực á, cũng như là mô hình cân bằng tất cả mọi mọi thứ á, nó đã ok hết rồi, tất cả nó cùng mạnh, thì cái thằng được dồn lực nó sẽ tự nhiên nó mạnh lên một cách bất thường. Ok chưa? Ok, thì mình sẽ nói tiếp nhá. Chắc chắc phải nghỉ tầm 5 phút đi, 50 phút đi, nghỉ 10 phút nhá. Thì mình sẽ nói thêm nốt về cho mọi người về ba cái về BBN, ba cái về BBN, cách cách để đấu giá cũng như có những cách sử dụng, và chi tiết hơn nữa về sau á, thì mình sẽ nói ở sâu ở trong cái phần phần buổi buổi sau. Có về cả buổi sau thì chắc chắn nó sẽ có AFTTT rồi, thì cái này mình đang buổi hôm nay sẽ nói về social trước đi, buổi sau thì sẽ có AFTTT để cho kết hợp với cả BBN này, cả social nữa, và đấu mai buổi thứ bảy này sẽ có những cái đấy, và cũng theo như lộ trình ở trong group mình đã nói. Thì mình sẽ nghỉ một tí đi, thì sẽ nói về ba cái BBN có thể làm được và mình nên chú trọng về BBN ở cái điểm gì. Ok, mọi người nghỉ tầm 10 phút nhá. Mình lên hút điếu thuốc phát. Ok, thì mình sẽ nói về thôi, hôm nay cố sẽ nói về BBN nốt đi. Thì mọi người đợi 10 phút nhá. Mình sẽ hút điếu thuốc khoảng tầm 50 phút thôi. Thì sẽ nó xuống nói cho mọi người về BBN, cái cách đấu giá cho BBN. Còn IFTTT để sau ngày mai. IFTTT và NTT Building để mai để cái buổi sau mình sẽ nói cái cách làm driver stacking các thứ này nọ chi tiết mình sẽ nói sau. Thì hôm nay sẽ nói về cái BBN nhá. Ok, thì mọi người nghỉ 50 phút đi, uống nước hút thuốc gì đó đi.
Ok, lo mọi người bắt đầu nha, bắt đầu tiếp chưa? Mọi người đâu rồi? Alo, alo mọi người đâu rồi? Ok, tiếp tục nha. Thì chúng mình ta tìm hiểu tiếp về BBN. Thì BBN em từng đấu ở trên Register Combat. Thì hiện tại là cái tài khoản em nó hết hạn rồi. Nên không biết anh em là có đang 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 sử dụng Register Combat không. Nếu có thì đưa em mượn pass và nick. Thì em hướng dẫn. Em hướng dẫn luôn cái cách đấu giá nhá. Cách đấu giá ở sân Express Domain. Ok, thì ở đây á BVN nó có 3 dạng. 3 dạng. BVN nó có 3 dạng nhá. BVN có 3 dạng. Có 3 dạng. Một là Express Domain hoặc đấu giá. Đấu giá và dạng là buy now là dạng express domain đó. Buy now hoặc là như cái buy now nó cũng có thể gọi là express domain, hoặc là buy now cũng là một cái dạng là mua trong thời gian đợi, tức là cái tên miền đấy nó hết hạn rồi và nó đang chờ chúng ta bắt đầu gia hạn và mua thôi. Express domain chúng ta có thể mua ngay, cũng là dạng bài nào. Cái thứ hai là cũng có thể là có nó cho mình một cái giá nào đó, ví dụ là 10, 20 đô hay là 1.000 đô, chúng ta có thể mua luôn trực tiếp vào 3 đến 5 ngày sau chúng ta có thể sử dụng được cái dạng BBN này. Và nó có nhiệm vụ là giúp chúng ta ranking. Ranking thì cái đầu tiên ranking này á thì thường mọi người sẽ lấy là lấy link homepage. Homepage không biết là tức là sao, ví dụ ở trong cái link này đi, đâu rồi nhỉ, chém gió anh em nhiều trong group quá mà giờ bay hết link rồi. Driver đâu rồi, ngay trong cái tài khoản Driver em nó nhiều cái nguy hiểm lắm nên là không show được ở đây cho anh em xem. Nó hơi bị nhạy cảm. Đâu rồi? Chạy rồi. Đây. Thì ví dụ BBN dạng này đâu, đúng không? Thì mình sẽ nói là lấy trang chủ là như thế nào nhé, lấy link ở trang chủ là sao sao. Vì đa số khi mà đấu giá hay mua bất kỳ một cái gì về, khi mua bất kỳ một cái gì về thì chúng ta thường là ba link một về trang chủ, tất cả những cái link 404 này subdomain nó về trang chủ. À đù, quên mất Giang Phạm. Bảo sao cứ thiếu cái gì. Ok thì add luôn nha, xong rồi nói tiếp nha. Add rồi nha. À thì chúng ta tiếp tục nào. Thì thường là như vậy và nó sẽ có một stick base. Thế ở trong trong cái những cái danh mục này á, nó có thể đăng gì cũng được, nhưng cái trang chủ này đúng một bài viết duy nhất là Stackbase, hoặc là một cái như một cái trang giới thiệu hay là một cái gì viết về nó chẳng hạn.
À, thì sau khi mà làm xong á thì nó sẽ đặt link ở trang chủ, và cái link này á thì được nó được rất là mạnh, nhưng nó bị một cái nhược điểm, nó bị một cái nhược điểm là nếu trong trường hợp đấy á, chúng ta cần phải rất là nhiều domain, chúng ta cần phải rất là nhiều domain thì chúng ta mới làm được. Cái thứ hai là mọi người có thể lấy link ở trong bài viết, nhưng mà cái lấy khi mà ở trên trang chủ á, cái số lượng chúng ta đã cần nhiều rồi, mà bây giờ cái trong bài viết đó thì cái số lượng BBN chúng ta phải cấp nhiều lần hơn nữa. Ví dụ như là bạn chỉ cần lấy trong năm size thôi, ở homepage thôi, BBN homepage là bạn đã ok rồi, nhưng bạn muốn là nó phát triển như một blog mà bạn chỉ lấy link ở trên bài viết thôi thì ít nhất bạn phải 50 size. Ok, cái tiếp theo là lấy trust. Lấy trust này á thì như thế nào? Ví dụ là mình đấu được một con BBN nó rất là mạnh, nó rất là good, nó rất là ok. À đấy, đủ, lại thiếu rồi, đây ok để đợi thì em ấy sau nhá, em nói nốt đã. Thì cái lấy chốt này á, là như thế nào? Thì thay vì chúng ta link building à chúng ta có link building ở trên những cái social như fanpage, Twitter các thứ đúng không? Nó rất là ok. Ok hết rồi. Nhưng mà để chúng ta muốn thúc gọi là flash chốt, tức là chúng ta thúc nó mạnh hơn, cái tiến độ chớt nó về mạnh hơn và nhanh hơn, thì chúng ta bắt buộc phải kiếm một con BBN cực kỳ chất, đúng không? Nó còn đôi khi còn tầm 4 đến 5 triệu, hoặc đến đôi khi 10 triệu một con. Chúng ta refresh hết tất cả về, chúng ta refresh hết tất cả về về về, về một cái link social nào đó, về một link social nào đó nha. Thì cái cách mà chúng ta cần phải làm á, cái cách này á thì nó cũng tốn rất là tốn kém. Đấy là gì ạ? Chúng ta phải có hosting riêng, IP riêng. Cái này thì có thể là phải dùng hosting và IP riêng nhá, chứ dùng network không được đâu. Network này nó không cho refresh của đấy đâu, nó không cho chúng ta mượn domain tạm thời của đấy đâu. Thì ví dụ ở đây mình sẽ có hosting riêng luôn, thì chúng ta phải làm gì để có thể chuyển đổi tất cả mọi thứ. Ví dụ như trong cái shop domain mình không có đấy chẳng hạn, hay là rất là nhiều domain nó có shop domain và nó có link building rất là nhiều ở shop domain, thì bây giờ mình muốn chuyển á, mình muốn chuyển thì mình phải vào domain, mình add vào một cái hosting ở đó đúng không? Mình muốn hosting rẻ thôi, giá rẻ bất ngờ nó cũng được, không cần phải nhiều đâu. Và mỗi một cái social á, thì mình chỉ refresh một domain nhất định mà thôi, một domain cùng chủ đề, và nó cực phải cực cực kỳ chất nhá, nó phải cực kỳ chất. Mình vào domain, ví dụ ở đây là con AC Banking đúng không? Thì mình bây giờ ok xong đầu mình chọn cái refresh, redirect xong rồi mình chọn nào public domain là ví dụ AC Banking nào 301 nào, mình chọn cái gì ạ, crypto crypto gì đó đúng không, sang một cái trang gì vip.net thì chẳng hạn đúng không, và mình chọn cái quick card direct. Thì quick card direct nhé thì nó sẽ có gì ạ, vừa có direct này, off này, quick này, gọi là nắn www không www này, và cái này là nó sẽ dạng cho shop domain. Đấy, cho shop domain thì chỉ có hosting có thể làm được cái điều đó thôi, để chúng ta nhận được toàn bộ 100% sức mạnh của cái BBN đó về cái social đúng không ạ. Cái thứ ba là dạng network, network này á, thì chúng ta có thể sử dụng là vừa lấy link này, vừa có thể sử dụng số lượng lớn để mention hay gì đó đúng không ạ. Thì cái dạng này á, là như cái dạng mà em đang bảo trong trong group á, bảo mọi người á là cùng chung tay vào để thuê hệ thống này à. Thì mỗi người á, như ở trong group em đã tính rồi á, cho mọi người xem á, thì đấu mỗi con này ít nhất là khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi, chưa tính những cái network này, content cái thứ nào, và link building cho nó thêm hàng tháng nữa để nó giữ cái chớt nó liên tục vào, trung bình là 1 triệu rưỡi nhá, 1 triệu rưỡi một con. Thì chúng ta đấu 50 con chúng ta mất rất là nhiều tiền đúng không ạ.
Thì cái mà 12 triệu một một năm á, chúng ta bỏ ra chúng ta thì dùng thoải mái bét nè, và chúng ta không phải lo lắng về cái link building cả. Thì cái thường đây là sử dụng sẽ kiểu dạng network dùng chung, thì nó sẽ vừa link building vừa tất cả mọi thứ được ok, trừ cái redirect thôi. Thì để cả đấu được cái dạng này á, thì ai có cái thằng Raketo Combat thì có thể đưa cho em mượn nick, hoặc là em sẽ làm cái tài liệu riêng sau để cho mọi người xem sau. Hiện tại là đang nick không có, mà cái nhu cầu đấu VPN hiện tại chưa có, nên là buy nó bây giờ thì hơi hơi bị tốn tiền. Nó 800.000 mấy, 800 900 một tháng á. Ok, thì tiếp đến á, thì bây giờ để làm sao thì chúng ta có thể phát triển được VPN nó tốt. Thì như trong group thì có anh Phạm của Hoàng Đình Thái đúng không? Có anh Hoàng Đình Thái là, thì bây giờ á có cái cách nào để chúng ta có thể là tối giản được cái chi phí được không? Chưa nói về cái chi phí đấu giá các thứ linh tinh nhá. Ví dụ chẳng hạn là mọi người có VPN rồi đi, thì làm sao để chúng ta có thể tối giản được VPN á, nếu mà tốt á, hàng hàng tốt hàng ngon á, thì chúng ta nên sử dụng cái thằng dạng đấu giá thì nó ok hơn, vì cái sức mạnh nó luôn luôn cao hơn thằng Express Domain. Express Domain là cái dạng hết hạn lâu năm lâu đời rồi, còn thằng đấu giá thì nó là cái dạng là gần hết và nó đang đang được đấu giá để bán, hoặc là người dùng đang đang cố để bán thôi. Mình cũng chưa ép được mình không, ok, để tí em ép cho nhá. À, ép luôn rồi, không nói tiếp rồi, chết giờ. À, tại mấy anh em tương tác ít quá, em tưởng là không thèm học nữa luôn. Ok. Thì ở đây á, ví dụ có một con live share đúng không? Có một con live share thì cái bài ví dụ đi giáo dục là gì? Là gì? Có cái bài này giáo dục là gì? Là được rất là nhiều traffic đúng không? Nó top 4 đâu. Rất là nhiều traffic. Thì bây giờ á, em có một con VPN, em còn chuẩn bị, tức là hiện tại em là có một bài thôi đúng không? Em muốn clone ra một VPN nữa. Thì bây giờ cái số lượng em không phải là ngồi viết tầm 500 bài hay là 100 bài, 200 bài để nó có traffic và nó lên nhanh, mà cái số tốc độ lên ấy, thì nó không thể lên nhanh được. Kể cả BBN nó chất thì nó cũng phải cần tới cái thời gian để nó nhận lại toàn bộ thứ, nó cơ cấu lại toàn bộ link và mọi thứ. Thì bây giờ á, chúng ta cần một cái bài nó có rất là chặn nhiều traffic. Thì hiện tại chúng ta đang có một website đang rất là to rồi, ok. Thay vì về mỗi mỗi một cái BBN chúng ta viết 200 bài, thì bây giờ á, một BBN á, chúng ta chỉ cần 100 bài hoặc 50 bài dạng question key. Question key. Sau đó chúng ta refresh, tức là chúng ta chuyển hướng cái bài này, chúng ta copy toàn bộ nội dung của bài này sang cái BBN đó. Hai, copy toàn bộ nội dung bài có traffic, ví dụ như là bài giáo dục là gì, sang trang BBN mới và chuyển hướng bài cũ sang link mới đó. Thì như này á, chúng ta vẫn đảm bảo cái gì ạ, cái traffic của chúng ta nó vẫn ok, nó vẫn còn, vì cái trang này á, ban đầu khi mình xây á, cái traffic nó cũng khá là nhiều rồi. Một tháng của nó khoảng tầm 30.000 traffic đúng không ạ, một tháng nó 30.000 traffic. Thì mình bỏ đi một bài á, thì nó cùng lắm thì còn lắm còn 25.000 traffic một tháng đúng không, nó vẫn quá là nhiều, nó vẫn là quá là ok. Thì một ngày chúng ta có được gần 1.000 traffic rồi đúng không. Thì chúng ta cầm một bài này á, chúng ta share lên một cái VPN thì nó sẽ giúp 50 bài ở trên VPN đấy á, nó có tốc độ phát triển nó cực kỳ lớn hơn nữa, mọi người hiểu không ạ. Thì sau khi mà thằng VPN này nó lên hết 50 bài đấy rồi, ok rồi đúng không, nó lên nhanh rồi, ok rồi, thì mình lại lấy một cái bài ở VPN đó mình dắt sang một thằng VPN khác.
Thì lúc này á, chúng ta có một cái dây chuyền sản xuất cổ công nghiệp luôn, đúng không ạ? Nó liên tục, chúng ta tạo ra được hệ thống hệ sinh thái rất là nhiều traffic. Và sau này chúng ta có lấy link này, chúng ta làm cái gì đó chúng ta rất dễ, hay chúng ta có thể bán đi cũng được, chúng ta vừa có tiền cái thứ, hay là chúng ta bán cái bot, hay là chúng ta lấy link cho dự án và chúng ta có hệ sinh thái nó cực kỳ lớn. Thì đấy là cái lý do tại sao mà em bảo là mọi người chung vào cái network. Đầu tiên á, mình nói về chi phí là chỉ có 12 triệu một năm, tức là tính là một tháng mất mất 1 triệu. Và thứ hai á là mỗi mỗi người á đều có 1 đến 2 web hiện tại đang làm, đúng không? Traffic ít nhất cũng tầm 300 400 ngày, thì mọi người trích ra 100 traffic đi, đúng không? Một bài 100 traffic đi, mọi người chuyển sang một BBN, mỗi người một size thôi, tầm mười mấy người này á, mỗi người một 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 bài thôi, là chúng ta có mười mấy con BBN ngon rồi. Và chúng ta có thể build backlink và bài viết ở trên những BBN đó để chúng ta tạo ra một cái hệ sinh thái nó lớn hơn nữa và số lượng to hơn nữa, chúng ta không phải mất tiền đấu giá nữa đó. Thì đấy là cái mà em đang lúc mà lúc tối á, lúc vừa rồi chiều á có bàn với mọi người á. Thì đây là cái nguyên lý để chúng ta làm, chúng ta hoạt động. Đương nhiên là các bạn có thể làm phát triển riêng cũng được, không sao cả. Đó, đấy là những cái cách mà chúng ta sử dụng VPN. Còn cái đấu giá thì mình phải có tài khoản cơ thì mình mới hướng dẫn cho mọi người chi tiết được. Ok, thì có ai thắc mắc ở phần này không? Có ai thắc mắc ở phần này không? Mọi người thắc mắc hay là cần thảo luận cái gì thì mọi người comment đây luôn để mình giải đáp luôn nhá. Thì cũng chuẩn bị kết thúc cái buổi hôm nay rồi. Thì chúng ta vừa có tất cả những cái liên quan về data, chúng ta có thể clone được dữ liệu và clone chớp hay cái gì đó, chúng ta thể làm rất là nhiều thứ, nhiều việc. Còn cái việc đấu giá thì để mình mượn được cái tài khoản trong mình sẽ hướng dẫn cho mọi người và làm một cái video riêng để up lên group cho mọi người xem. Trang nhỏ web mới thì sao dùng VPN được đây? Cái đấy không quan trọng, tức là có thể là một người hay là hai người hay là ba người có như cái web của traffic thôi cũng được, không sao cả. Không thì chúng ta có thể viết bài lên để chúng ta có traffic được mà. Viết viết bài question key lên cực kỳ dễ nha. Viết bài question key chúng ta vừa có thể lấy link vừa có thể traffic vào đấy được bình thường, không sao cả. Đây là mình chỉ nói về cách mà chúng ta có, nếu có tài nguyên sẵn rồi á thì chúng ta có thể tạo dựng thành một cái network nó to hơn. Khoa hiểu không? Tức là mình sẽ tạo ra một cái network to hơn nữa để phát triển tất cả các anh em trong lớp học có thể cùng sử dụng với nhau một cái network, thay vì là chúng ta phải mất tiền đi đấu giá nè. Chúng ta mất tiền mua bài viết, chúng ta xây dựng từng ly từng tí một. Nó rất là mất thời gian và rất là lâu, cũng như là cái tiền chúng ta bỏ ra nó rất là tốn kém. Nếu ở đây ai đã từng đấu giá BBN, ai đã từng phát triển BBN rồi á thì có thể hiểu rõ được cái nguồn lực mà bỏ ra nó cực kỳ lớn. Đôi khi bỏ xong cái quan trọng là mình có chăm sóc được không. Ví dụ 50 con của mình á, mình không thể chăm sóc được đâu. Thì mình mới mở lời là mọi người cùng vào một cái network đó để phát triển. Chứ còn là một mình thì không không phát triển được, nhất là cái vụ ngay cái vụ content thôi, mình up không nữa mình đã đủ chết rồi. Mà chơi cái số lượng lớn thì nó càng khó hơn nữa. Thì bạn nào còn thắc mắc thì cứ comment đây nhá. Thì 5 phút nữa là mình sẽ kết thúc cái buổi hôm nay. Thì buổi thứ bảy á thì mình sẽ nói về IFTTT và Entity Building cho mọi người, là cách thức vận dụng Entity Building cho local và cái cách làm chi tiết, cũng như là cái những cái hướng dẫn mà mình muốn đưa cho mọi người, nó ảnh hưởng ranking nó tốt hơn ở trên cái local hiện tại. BBN thì thế này nhá, thì ở ngoài cái giao diện các thứ basic rồi, cái network thì mình có thể thuê được ở ngoài khoảng tầm 150 đô 200 đô một tháng,
200 đô một tháng, tầm 150 đô đến 200 đô một tháng network thì mình có thể duy trì khoảng tầm 50 size, 50 đến 70 size gì đó. Được chưa? Thì mỗi cái network dạng này á, tại sao mình phải cần mua network? Vì nó mỗi một cái network nó là một IP riêng. À, mỗi một cái domain mình add vào nó sẽ được một IP riêng. Thì bắt buộc mình phải sử dụng network, nhưng mà network nó bị giới hạn ở cái là mình chỉ đăng bài và lấy link thôi. Hay là mình phát triển VPN nó lên một cái tầm nào đó tầm 100, 200 hay là 300 traffic ngoài thôi, nó sẽ bị giới hạn cái tầm đấy. Còn nếu mà bạn chơi hosting ở ngoài á thì bạn phải mua một phát một năm luôn, hosting một năm luôn. Hosting cùi á thì nó cũng phải tầm 1 triệu, đúng không? Để đấy là 1 triệu để sử dụng ổn định nhá, nó phải sử dụng ổn định nhá, ít nhất là 1 triệu một năm. Bạn 50 con bạn mất 50 triệu một năm rồi, đúng chưa? Chưa tính cái tiền domain là bạn đấu giá ít nhất là 1,5 triệu một tên miền, nó ok, đó, nó rất là tốn chi phí. Mình thấy bình thường mà, khó gì đâu. Thì cái phần data này, BBN thì hiện tại là chưa có tài khoản nên mình đang đang đi mượn xem ai có không á. Mình làm một cái video riêng để nói về đấu giá và cũng như là cách mà chúng ta nhận biết thế nào là VPN tốt đó. Cao data thì mọi người có thể biết rồi, còn phần VPN thì nó hơi bị khó khó hiểu một chút. Ok, thì có gì mọi người cứ chat trong nhóm nhá. Thì buổi hôm nay sẽ kết thúc và buổi sau thì chúng ta sẽ nói về ISTT cho toàn bộ social và entity building cho toàn bộ website. Ok. Nếu mà mọi người thắc mắc cái gì thì có thể vào phần inbox để hỏi nhé. Người vào inbox để hỏi thì mình sẽ trả lời bằng voice cho mọi người luôn. Thay vì hay là với chi tiết cho mọi người hơn nữa về những cái câu hỏi. Cái phần VPN á thì nó đúng là hơi khó thật. Chúng ta chỉ mới tìm hiểu được một phần của nó thôi. Một phần của nó thôi. Còn VPN là của nó thì làm nhiều trò lắm. Ok. Thì mọi người có gì thắc mắc thì inbox nhé. Mình sẽ kết thúc cái buổi này tại đây.